thành tựu của Phật giáo hiện đại. Nói về cuộc đời và sự tu tập của cư sĩ Hoàng Ngọc Lan, cả một đời nói lời thiện, làm việc thiện và nhất tâm niệm Phật A-di-đà. Kết quả vi diệu là sau khi bà giảng sanh đã lưu lại xá lợi, đó chính là kim thân bất hoại, làm minh chứng nơi cõi ta bà được cả thế giới biết đến. Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan. Tam giới thẳng tiến Tây phương, cho nên trong lúc tu hành, lúc gặp được cảnh giới, mắt phải giờ như không nhìn thấy, tai giờ như không nghe thấy, không tiếp xúc lục trần, không bị cảnh chuyển, một câu A Di Đà Phật chân thật niệm tiếp tục, không tham thiền, không học giáo, Di Đà một câu phải chân tâm, không nói huyền, không nói diệu, tràn hạt một chuỗi lần thật điều. Người chân thật niệm Phật, tâm địa thanh tịnh hướng về đạo. Di Đà đại nguyện Bồ Tát khai thị, làm sao tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng sanh đều mang nghiệp chịu luân hồi, cho nên nhiều người bệnh khổ. Nếu có thể hiểu rõ đây là nghiệp chướng, thì từ nay về sau không nên sát sanh, thường phóng sanh, nuôi dưỡng tâm thương yêu, tâm từ bi của mình. Niệm Phật nhiều, nghiệp chướng tự nhiên sẽ dần dần tiêu trừ. Đi đứng nằm ngồi đều phải niệm Phật. Nếu chúng ta định tâm để niệm, càng có thể nhận biết được tâm của chúng ta. Hình như cả ngày đều lòng vòng ở ngoài, tìm chỗ dựa ở cảnh giới bên ngoài, không có nhớ đến Phật A-di-đà. Nếu không thâu lại thân tâm, bị chuyển bởi ngoại cảnh, tất nhiên là phải chịu sinh tử luân hồi. Chân thật niệm Phật, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, Tây phương cực lạc thế giới tất nhiên hiện tiền. Đây là chuyện đại sự quan hệ sinh tử, tuyệt đối không thể xem thường. Niệm Phật mới là con đường chính đáng, chân thật thanh tịnh là con đường giảng sanh Tây phương. Đại chúng đồng thanh niệm Phật, nhất tâm chuyên chú vào câu niệm Phật, thì có thể đến Tây phương cực lạc thế giới, nghiệp chướng vĩnh viễn tiêu trừ, viên mãn chứng đắc tam bất thối. Sự chỉ bảo của Di Đà đại nguyện Bồ Tát không thể phụ ân đức của Đức Phật. Đức Phật sở dĩ sinh ra ở thế giới của chúng ta
là có đại sự nhân duyên. Đó chính là thương xót tất cả chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Đức Phật thấy chúng sanh chìm sâu trong biển khổ, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lập tức lại bị nước biển nhận chìm, chịu khổ đau vô lượng vô biên. Thì trong tâm sinh ra lòng từ bi vô tận, cho nên đặc biệt chỉ ra Tây phương cực lạc thế giới, làm cho mọi người có chỗ quy tụ giải thoát. Hơn nữa còn chỉ dạy một cách đơn giản nhất, chỉ cần có thể niệm đạt thánh hiệu A-di-đà Phật thì có thể giảng sanh cực lạc quốc thổ. Đây đúng là thuyền đại từ của chúng sanh trầm luân trong biển khổ sinh tử. Lầu cát trong không, trăng trong nước, thế gian mấy ai có thể tường. Thời gian có hạn dục qua nhanh, thân người hệ mất khó được lại. Chúng ta hiện căn đời trước sâu dày, đời này đã may mắn gặp được phương pháp tốt như vậy, còn dám phụ ân đức sâu nặng của Như Lai sao? Nguyện vọng thành Phật kiên định không đổi, không sợ gian khổ, không sợ khốn khổ, chỉ cách này mới có thể báo đáp Phật ân rộng lớn. Di Đà đại nguyện Bồ Tát dặn dò việc lưu lại nhục thân xá lợi. Ngày 8 tháng 3 năm 2001, mẫu thân nói người đã thấy Phật. Vào ngày 15 tháng 6 năm nay sẽ viên mãn giảng sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Muốn gì Phật pháp chứng minh, tăng lòng tin cho những người niệm Phật. Chỉ dựa vào một câu Phật hiệu thì quyết định có thể giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Mẫu thân muốn dùng thành quả tu hành tuyên giảng một diệu pháp cho những người niệm Phật, lưu lại báo thân này, kim thân xá lợi, làm minh chứng, tăng lòng tin cho đại chúng. Mẫu thân nói, tuổi thọ của mẹ vốn dĩ là 81 tuổi. Mẹ đem phúc thọ 20 năm của mình để lại cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Sau khi mẹ giảng sanh, đừng đem cơ thể mẹ đi hỏa táng, cũng đừng an táng. Cho mẹ một nơi thanh tịnh để cho cơ thể của mẹ tiếp tục tồn tại, tự nhiên sẽ thành nhục thân xá lợi kim cang bất hoại của Phật môn, cũng gọi là thân sắc vàng ròng, là kỳ tích của nhân loại, là trân bảo của Phật môn. Mẫu thân lại ngàn lần căn dặn rằng việc này nhất định phải bảo mật nghiêm ngặt, đừng để lộ ra, vì điều kiện nhân duyên chưa đủ. Đợi đến sau năm 2005, Phật pháp Đại thừa ở Trung Quốc dần dần hưng thịnh lên, đặc biệt là pháp môn niệm Phật, thành tựu tương lai càng bất khả tư nghị. Lúc đó mới đem chuyện của mẹ nói cho những người có duyên biết. Sự thần kỳ trong việc tinh tấn niệm Phật của Di Đà đại nguyện Bồ Tát. Sau ngày 8 tháng 3, mẫu thân tự nhiên không cần ăn uống. Lúc đầu mỗi ngày ngửi trái cây 3 lần, qua một tuần sau thì không ngửi nữa. Mỗi ngày cùng với mọi người niệm Phật như bình thường, pháp hỷ sung mãn, thần thái trang trọng. Một ngày 24 tiếng niệm Phật, không cần ngủ, nghe đến một chút ý niệm buồn ngủ mỏi mệt cũng không có. Chính là như vậy, liên tục một mạch cho đến 128 ngày. Thật sự là một miếng cơm cũng không ăn, một chút nước cũng không uống, không có một chút bệnh khổ nào. Lúc Phật hữu đến niệm Phật, mẫu thân còn thường khai thị mấy câu. Mẫu thân chưa từng phô trương việc bản thân không ăn, không uống, không ngủ, còn dặn dò mọi người đừng tuyên dương những việc này với người khác. Mọi người đã đều tận mắt nhìn thấy, pháp môn niệm Phật thật là thù thắng, bất khả tư nghị. Di giáo sau cùng của Di Đà đại nguyện Bồ Tát. Buổi tối ngày 14 tháng 6 năm 2001, mẫu thân nói ngày mai thì mẹ sẽ viên mãn giảng sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Các con phải hướng dẫn Phật hữu nhất tâm niệm Phật, phát nguyện đời này thành tựu, đừng đau buồn bi thương. Mẹ phải dùng cơ thể này thị hiện chứng minh
thành tựu của pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị. Mẫu thân lại nói tiếp: hộ trì Phật pháp, hộ trì Phật Bồ Tát trụ thế, chính là hộ trì pháp thân huệ mạng của tận hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Nhưng nếu phá hoại chánh pháp, phá hoại Phật Bồ Tát trụ thế, quả báo nhất định là ở địa ngục vô gián. Nhất định để cho mọi người hiểu rõ nhân duyên quả báo chân thật bất hư. Mẫu thân lại dặn đi dặn lại: mỗi câu mẹ nói phải ghi nhớ thật kỹ, sự việc liên quan đến mẹ tuyệt đối đừng để lộ ra, vì thời gian nhân duyên chưa đủ. Đợi đến sau năm 2005 Phật duyên thành thục, cũng là lúc pháp môn niệm Phật dần dần hưng dượng, là nhân duyên thành Phật của chúng sanh đương thời đã đến. Có sự hộ niệm, cảm hóa và kêu gọi của chư Phật Như Lai hộ pháp thiện thần, mới có thể đem việc mẹ thành tựu nói cho những người có duyên biết, và kiến lập đạo tràng chánh pháp, thành lập niệm Phật đường A-di-đà đại nguyện, thành tựu cho chúng sanh có duyên cùng về cực lạc. Di-đà đại nguyện Bồ-Tát mỉm cười, tự tại giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Ngày 15 tháng 6 năm 2001, sau thời khóa sáng, mẫu thân phát hỷ sung mãn một cách lạ thường, gương mặt tươi cười hiền từ. Mẫu thân chải đầu, tắm rửa, khoác lên người một bộ y phục cũ sạch sẽ. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, mẫu thân tự tại ngồi ở Phật đường niệm Phật. Tiếng niệm Phật đúng là từng chữ rõ ràng, từng câu nhiếp tâm. Lúc 10 giờ hơn, mẫu thân muốn nằm xuống niệm Phật. Sau khi người nằm xuống, với ánh mắt ngưỡng mộ pháp tướng của Phật A-di-đà, người nói: thế giới này sinh lão bệnh tử quá khổ rồi, nếu muốn lìa khổ được vui, chỉ có buông xuống dạng duyên, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, mới có thể giảng sanh đến cực lạc thế giới thanh tịnh tự tại. Sau đó mẫu thân đã niệm hai tiếng A-di-đà Phật thanh tịnh từ bi. Lúc đang niệm tới tiếng thứ ba A thì mẫu thân mỉm cười, an nhiên tự tại giảng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Khi đó vừa đúng 10:30 sáng, mẫu thân thọ 61 tuổi, không có chướng ngại, không có bệnh khổ, thoải mái tự tại, viên mãn thành Phật, thật là bất khả tư nghị. Di Đà đại nguyện Bồ Tát đã tạo ra kỳ tích của sinh mạng loài người. Sự vãng sanh của lão Bồ Tát Lý vì chúng sanh trong thời đại này của chúng ta đã thể hiện một cách vô cùng tốt. Tôi hy vọng mỗi một vị cư sĩ chúng ta đang ngồi đây, mỗi một người đều nên giống như lão Bồ Tát Lý, kiên thành tinh tấn, niệm Phật thật tốt. Chúng ta tranh thủ trong một đời này có thể vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Như vậy chúng ta mới xứng đáng với sự thị hiện của lão Bồ Tát dành cho chúng ta. Mọi người có đồng ý dụng công như thế không? Đồng ý. Vậy sau này chúng ta phải nên làm cho thật tốt, niệm Phật thật tốt, dùng tâm chân thành của chúng ta để cầu vãng sanh. Lời giảng của tôi đến đây là hết. Cuối cùng, tôi chúc cho đại chúng sớm ngày vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. A-di-đà Phật.